Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục trên kênh tin tức 24h TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, cho bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với tin trình sau đây. Khởi tố phó tổng giám đốc và ba cán bộ công ty Tân Thuận. Tin nóng, cướp đâm gục bảo vệ Thế giới di động ở Bắc Ninh. Xót xa ba bé trai mang theo 55.000 đồng, đạp xe 5 ngày hơn 300 km từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh tìm cha mẹ. Hàng ngàn tài xế tiếp tục phản đối Grab, nhiều công an được huy động. Truy tìm người đàn ông đánh nữ sinh sau va chạm giao thông ở Bình Dương. Tin nóng, thanh niên 19 tuổi tái dương tính virus SARS-CoV-2 đi chung xe khách với 25 người ở Quảng Bình. Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh bị truy vấn về vấn nạn ngập nước và hàng loạt dự án treo. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Khởi tố phó tổng giám đốc và ba cán bộ công ty Tân Thuận. Trưa ngày 8 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và làm việc của bốn lãnh đạo, cán bộ công ty Tân Thuận. Các bị can bị khởi tố gồm Trần Tấn Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Kế Toán trưởng, Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng, cả hai là kiểm soát viên của Công ty Tân Thuận. Tất cả bốn bị can này đều bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó ngày 6 tháng 1 năm 2020, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Công Thiện, nguyên tổng giám đốc và Nguyễn Văn Minh, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty Tân Thuận về cùng hành vi trên bị can Trần Công Thiện và Nguyễn Văn Minh là những người chịu trách nhiệm chính để xảy ra vi phạm về hợp tác, chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho công ty cổ phần quốc cường Gia Lai hơn 32 ha với giá 1,29 triệu đồng một mét vuông, gây thất thoát hơn 150 tỷ. Trong quá trình thực hiện hợp tác chuyển nhượng phần đất đã đền bù nêu trên, công ty Tân Thuận đã tham mưu đề xuất với lãnh đạo Văn phòng Thành ủy về việc chỉ định hợp tác chuyển nhượng cho công ty Quốc Cường Gia Lai thực hiện không đúng quy định tại điều 3 của quy chế quản lý sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố ban hành kèm theo quyết định số 1087 qdtu ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy. Ngoài ra, việc hợp tác chuyển nhượng trên không đúng quy định tại Nghị định số 91-2015-NDCP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp, không đúng với Nghị định số 44-2014-NDCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất, Công ty Tân Thuận là doanh nghiệp có 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2004 và đặt và trụ sở đặt tại quận 7. Tính đến cuối năm 2016, công ty Tân Thuận quản lý đầu tư nhiều dự án khu dân cư như là khu dân cư Tân Quy Đông, khu dân cư ven sông Tân Phong, khu dân cư Bình Hòa, khu dân cư đường 10 Long An. Tiếp theo là tin nóng, cướp đâm gục bảo vệ thế giới di động ở Bắc Ninh. Ngày 8 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ cướp xảy ra tại cửa hàng Thế giới Di động ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Theo công an, đêm ngày 7 tháng 12, một kẻ lạ mặt dùng dao đâm gục nam nhân viên bảo vệ cửa hàng trên. Sau đó tên cướp đột nhập vào cửa hàng, lấy hơn 10 điện thoại di động với tổng giá trị 150 triệu đồng. Sáng nay ngày 8 tháng 12, nhân viên bán hàng phát hiện sự việc nên đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an. Cảnh sát sau đó đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Tin tiếp theo, so xa bé trai mang theo 55.000 đồng, đạp xe 5 ngày hơn 300 cây số từ Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh tìm cha mẹ. Ba nam sinh đạp xe 5 ngày đêm từ Cà Mau lên Sài Gòn tìm cha mẹ vì nhớ. Ngày 8 tháng 12, ông Phạm Hoàng Can, Tránh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau xác nhận đã tìm gặp ba học sinh đạp xe đạp 5 ngày 5 đêm lên thành phố Hồ Chí Minh tìm cha mẹ vì nhớ mà gia đình báo mất tích 5 ngày trước. Ba học sinh gồm Phan Văn Hậu 14 tuổi, Pha Văn Ngoan 12 tuổi, Đỗ Nhật Huy 11 tuổi. Cả ba em đều học trường trung học cơ sở Tân Hương Tây, xã Tân Hương Tây, huyện Phú Tân. Được biết, ba học sinh này là họ hàng, cùng ở nhà với bà. Cha mẹ đều đi làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 1 tháng 12 năm 2020, ba em này đạp ba xe đạp đi tìm mẹ cha đang đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu, ba em đạp ba chiếc xe đạp nhưng đi dọc đường bị hư một chiếc nên em lớn chở em nhỏ. Khi đi, cả ba em có 15.000 đồng và mượn của bạn học được 40.000 đồng. Ông Gan thông tin thêm. Khi Ken được tìm thấy ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, lúc 2 giờ 30 ngày 7 tháng 12 năm 2020, các em đạp xe đến nơi trọ của cha mẹ ở quận Bình Tân thì cha mẹ các em đã về Cà Mau để tìm con vì công an báo các cháu mất tích. Công an quận Bình Tân thấy em nhỏ đi tìm cha mẹ ở nhà trọ nhưng không gặp được nên giữ các em lại, báo về gia đình. Ba em được gia đình tiếp nhận đưa về đến quê vào tối ngày 7 tháng 12. Cũng theo ông Gan, lúc tìm gặp các em còn hai ổ bánh mì, một trái dưa leo. Các em bảo trên đường đi chỉ ăn bánh mì và dưa leo, còn ngủ thì mệt đâu ngủ đó, bền vệ đường ghế đá. Trước đó, Công an huyện Tân Phú tổ chức tìm các em theo tin báo mất tích của gia đình. Tờ rơi được phát đi nhiều nơi và mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ tìm ba em học sinh đạp xe đi học rồi mất tích. Tiếng tiếp theo thưa quý vị, hàng ngàn tài xế tiếp tục phản đối Grab, nhiều công an được huy động. Sáng ngày 8 tháng 12, nhiều tài xế Grab tại Hà Nội tiếp tục tắt ứng dụng, tập trung về trụ sở của công ty tại 78 Duy Tân cầu Giấy Hà Nội để phản đối việc tăng chiết khấu trên mỗi quốc xe. Anh NBK Phú Thọ cho biết đã tắt ứng dụng từ hôm qua để phản đối việc Grab tăng chiết khấu. Theo anh ca, tài xế không phản đối việc tăng VAT bởi đây là quy định của chính phủ. Tuy nhiên, việc Grab nhân cơ hội này để tăng chiếc khấu lên tài xế là không đúng. Bởi lẽ, tài xế là đối tác của Grab nên VAT khách hàng phải chịu. Ví dụ như, quốc xe hết 100.000 đồng thì khách hàng phải trả 110.000 đồng. Tuy nhiên, thay vì thu VAT từ khách hàng, Grab lại thu từ tài xế. Trước đây, nếu quốc xe hết 100.000 đồng, thì tài xế được 80.000 đồng. Nhưng nay, tài xế chỉ được nhận 72.000 đồng. Trừ chi phí xăng xe, hao mòn máy móc, thì tài xế chỉ bỏ túi được 40.000 đồng. Theo ghi nhận của phóng viên Càng Về Trưa, tài xế GrabBike kéo về tòa nhà ở 78 Duy Tân Càng Đông. Lực lượng chức năng đã phải huy động rất nhiều công an để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh cho tuyến đường. Trước đó, đại dịch Grab cho biết, theo Nghị định 126, thuế VAT 10% áp dụng cho toàn bộ doanh thu từ hoạt động kinh doanh vận tải, bao gồm cả phần doanh thu vận tải của đối tác, tài xế. Nhằm mục đích tuân thủ quy định này, Grab đã cân nhắc cẩn trọng để đề xuất giá cước mới phù hợp, đồng thời tiến hành khấu trừ nghĩa vụ thuế VAT 10% từ cước phí chuyến xe mà người dùng hiện đang chi trả. Phí sử dụng ứng dụng, chiếc khấu áp dụng cho đối tác, tài xế vẫn giữ được nguyên không thay đổi. Đại diện Grab cũng cho biết, tài xế không thuộc trường hợp trực tiếp khai thuế, nộp thuế theo nghị định 126 mà doanh nghiệp có trách nhiệm thu hộ, nộp hộ thuế cho đối tác tài xế. Vì vậy, việc Grab tiến hành khấu trừ khoản thuế phải nộp, kê khai và nộp hộ cho các đối tác tài xế là tuân thủ quy định của nghị định 126. Toàn bộ phần thuế thu hộ đều được Grab nộp về kho bạc nhà nước và đều được cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Trước và ngay sau khi Nghị định 126 ban hành, Grab đã tích cực chủ động tham gia góp ý trình bày cụ thể về tác động của nghị định tới cơ quan quản lý thuế, đồng thời nhiều lần gửi văn bản xin hướng dẫn thực hiện nghị định. Tuy nhiên tới nay Grab vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ cơ quan này. Tin tiếp theo thưa quý vị, truy tìm người đàn ông đánh nữ sinh sau va chạm giao thông ở Bình Dương. Trao đổi với phóng viên trưa ngày 8 tháng 12, Công an phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh truy tìm người đàn ông đánh nữ sinh sau va chạm giao thông trên đường Bùi Ngọc Thu. Theo Công an Sở Tại, sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã cử lực lượng đến hiện trường. Lúc này người đàn ông gây ra vụ việc đã rời đi, còn học sinh bị thương được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đơn vị đang chờ kết quả giám định thương tích của em học sinh từ bệnh viện. Công an Phường Tương Bình Hiệp nói. Theo hình ảnh được ghi lại, một việc xảy ra lúc 16 giờ 40 ngày 7 tháng 12 trên đường Bùi Ngọc Thu. Thời điểm trên, xe máy chở đôi nam nữ trong lúc sang đường đã va chạm với hai học sinh đi xe đạp điện. Nữ sinh điều khiển xe chưa kịp đứng dậy thì bị người đàn ông đi xe máy đạp liên tiếp vào mặt. Sau đó người này còn cầm gậy ba khúc đánh vào đầu học sinh. Người dân địa phương đến ngăn cản thì người đàn ông trên xe mới lái xe rời đi. Tiếp theo là tin nóng, thưa quý vị, thanh niên 19 tuổi tái dương tính với virus Sars-CoV-2 đi chung xe khách với 25 người ở Quảng Bình. Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, nam thanh niên tái dương tính với virus Sars-CoV-2, tên DQN, 19 tuổi, làm nghề tự do, sống ở thôn Liêm Hóa 1, xã Trung Hòa, huyện Minh Hòa, tỉnh Quảng Bình. Trước đó, anh N nhập cảnh từ Romania về sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 8 tháng 11 và được cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Sars-CoV-2. Ngay sau đó anh N nhập viện điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian điều trị, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần có kết quả âm tính. Đến ngày 31 tháng 12, anh N được ra viện. Sau khi ra viện, anh N bắt xe An Bình đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Quy Đạt, xuống xe tại chợ Trung Hòa, huyện Minh Hóa lúc 18 giờ ngày 4 tháng 12 và đã đến trạm y tế xã Trung Hoa để khai báo y tế, được đo nhiệt độ có kết quả 34,3 độ C, sức khỏe bình thường. Đi cùng chuyến với anh N có 25 người, gồm 5 người ở huyện Tuyên Hỏa, 5 người ở huyện Bố Trạch, 3 người huyện Lệ Thủy, 1 người huyện Quảng Ninh, 1 người ở thành phố Đồng Hới. Đến ngày 7 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho anh N. Kết quả anh N dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi phát hiện anh N tái dương tính với virus SARS-CoV-2, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã đưa bệnh nhân nhập viện điều trị, tổ chức cách ly tập trung, xét nghiệm các trường hợp F1 đồng thời hướng dẫn và tổ chức cho bệnh nhân cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn, thông báo cho các địa phương liên quan để theo dõi, giám sát các trường hợp tiếp xúc gần. Tin tiếp theo thưa quý vị, Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh bị truy vấn về vấn nạn ngập nước và hàng loạt dự án treo. Tại phiên chất vấn, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả lời nhiều vấn đề nóng của thành phố như ngập nước, lấn chiếm vỉa hè, dự án giao thông chậm tiến độ. 20 năm chưa xong cây cầu. Ngày 8 tháng 12, kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, bước vào phiên chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong. Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm đề cập tình trạng lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn, đẩy người đi bộ xuống đường. Đại biểu dẫn chứng như đường Phạm Văn Đồng biến tướng, hoạt động suốt đêm ảnh hưởng giao thông cuộc sống người dân. Vấn đề được chất vấn từ đầu nhiệm kỳ nhưng đến nay chưa có nhiều chuyển biến. Chính quyền thành phố đã hứa làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để vỉa hè bị lấn chiếm. Vậy đến nay, có lãnh đạo quận huyện nào bị xử lý khi vỉa hè bị lấn chiếm chưa? Đại biểu tố châm chất vấn. Bên cạnh đó, đại biểu Tố Trâm phản ánh tình trạng chậm tiến độ ở các dự án giao thông trọng điểm. Dự án y ạch khiến người dân bức xúc, điển hình là các dự án khu đông thành phố như cầu Tăng Long, Nam Lý, Nút Giao Mỹ Thủy và ngay trung tâm là cầu Thủ Thiêm Hai. Thậm chí có dự án cầu 20 năm chưa xong như cầu Long Kiểng ở huyện Nhà Bè. Nguyên nhân được chỉ ra chủ yếu là vấn đề giải phóng mặt bằng. Vì vậy, đại biểu đề nghị người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết tận dụng cơ chế tại nghị quyết 27 của chính phủ như thế nào để giải quyết vướng mắc mặt bằng đối với dự án trên địa bàn. Trong khi đó, đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung cũng mong Chủ tịch UBND thành phố quan tâm đến vấn đề ngập nước do chiều cường vì người dân bức xúc khi cuộc sống kinh doanh bị ảnh hưởng. Chống ngập cần phải giải pháp đồng bộ Trả lời đại biểu về lần chiếm vỉa hè, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành ủy đã có chỉ thị 11, sau đó Ủy ban nhân dân thành phố có chỉ thị số 22. Bước đầu đạt kết quả nhất định, không phải thành phố phát động mà không hành động, ông Phong nói. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết với vai trò là trưởng ban an toàn giao thông thành phố, cứ 6 tháng đều sơ kết đánh giá, nhắc nhở địa phương hết sức quan tâm đến công tác vỉa hè, lề đường. Thành phố cũng giao cho quận huyện xây dựng tuyến đường mẫu và ký cam kết thi đua Thực tế, việc này đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vận động của từng tri bộ, khu phố. Việc này cần thời gian chứ không thể một sớm một chiều có kết quả. Phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, chứ chỉ chính quyền thì chấn chỉnh hôm trước, hôm sau tái lại như cũ. Về việc có kiểm điểm cán bộ, xử lý người đứng đầu hay không, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, mỗi cuộc họp sơ kết, tổng kết, ông đều chủ trì xem xét việc này. Về vướng mắc giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông, Chủ tịch UBND thành phố cho biết giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai theo tinh thần Nghị quyết 27. Theo ông Phong, thời gian qua thành phố đưa vào sử dụng nhiều dự án giao thông trọng điểm như ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái để giảm ủn tắc giao thông. Nhưng khó khăn nguồn vốn giải phóng mặt bằng chậm nên nhiều dự án chậm tiến độ. Ngoài ra dự án BT xây dựng chuyển giao cũng gặp khó khăn. Trong thời gian sắp tới, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh các công trình dở dang, yêu cầu các chủ đầu tư, quận huyện cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực. Thành phố tập trung khép kín đường vành đai 23, xây dựng thêm một số tuyến đường sát đô thị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phản hồi ý kiến của đại biểu về tình trạng ngập nước trên địa bàn. Ông cho rằng phải phân tích được nguyên nhân để có giải pháp hiệu quả. Thành phố bị ngập do lũ đầu nguồn, biến đổi khí hậu phức tạp. Thành phố chịu mưa vũ lượng lớn, chiều cường cao sụt lớn. Ngoài ra có nguyên nhân từ công tác quản lý do tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều tuyến đường không có cống thoát nước, công tác nạo vét đôi lúc bất cập, có ý thức của một bộ phận người dân trong đời nữa. Chống ngập phải làm đồng bộ, vừa có giải pháp công trình và phi công trình để từng bước giải quyết tình trạng ngập. Tôi từng đi kiểm tra các điểm ngập, có những nơi cống canh đầy rác, người dân lấn chiếm hệ thống cống. Ông Phong nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối của bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin nào hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với tin tức 24h TV. Lan Hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.